Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Thưa anh Nguyễn Trọng Đức, hồi nãy mình có bàn chút về Kim Dung, rồi nhân vật này, nhân vật kia, rồi anh cũng đã từng nghĩ mình là Lệnh Hồ Sung khi còn trẻ tuổi. Tức là mình không có chiêu thức nào hết ngoài cái chuyện là vô chiêu thắng hữu chiêu bởi cái con người trưởng thành của mình. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi có hỏi anh là anh nhân vật gì ở cái tuổi này thì anh nói là gác kiếm. Gác kiếm thì nó có đi vào cái nhân vật nào, hoặc là tại sao cái sự gác kiếm đó nó có hàm cái ý nghĩa gì thôi anh? Tôi nghiệm rằng á, là tôi theo Phật giáo, tôi là Phật giáo Hòa Hảo, thì tôi nghiệm một điều rằng á, mình làm cái gì đó rồi mình sẽ cũng sẽ gặt hái cái đó. Nó lòng vòng, nó là cõi ta bà, tất cả mọi chuyện á, đó là hư vô. Ngày hôm nay á, ngày xưa đó, nói thật chứ là quan trường á, tôi muốn ăn cái gì là có sẵn á. Tôi có tới mấy cái nhà hàng á. Tôi làm mấy cái nhà hàng ở tại Houston, từ từ Sông Long cho tới Hoàng Gia, rồi cho nó Hoàng Cung Tủ Lầu tới Hoàng Gia Tủ Lầu, đại đám cưới tôi ăn cái gì là không được. Tôi có nguyên cái chợ lớn, chợ rất là bự, có gian hàng thịt trong đó, tôi muốn ăn cái gì tôi ăn. Hải sản là có sẵn, hồ gọi là hải sản tôm hùm. Đến ngày hôm nay tôi đâu được ăn đâu. Nghe không? Tôi bị gút mà. Tôi bị gao. Tôi đã từng ngồi xe lăn. Nghe không? Tôi đã từng ngồi xe lăn. Tôi đã từng chống gậy. Tôi đã từng đi thập thẩn. Và cuối cùng tôi phải chích steroid. Ông dượng tôi á, ông nói thôi, tao nói thiệt cho mày nghe, tao không còn cái gì để chữa mày được hết á. Bây giờ mày muốn mà bước đứng dậy á, là tao chỉ có chích steroid cho mày thôi. Tôi nói, có cách nào khác không? Ông nói không, tao bác sĩ mà. Và ông đã chích steroid để tôi đứng dậy. Nhưng mà đâu phải chích hoài được. Ăn không được. Phải ra, sống một cuộc đời giống như thực vật vậy. Bây giờ hỏi rằng á, lái được mấy chiếc xe đó, thì tôi hiện tại giờ đó thì dở ra insurance là thấy liền tôi 5 chiếc xe. Đâu phải từ ngày nào tôi cũng lái 5 chiếc xe đó. Đó. Nhà tôi là ở mấy thành phố đó. Cứ bấm lên là thấy liền, đâu có dốc gì đâu, được đâu người ta đâu. Đó. Ở bên xứ Mỹ này cứ bấm appraisal, you know, ở dưới thành phố đó cứ bấm appraisal district lên là thấy tên đi, là biết ông này ở đâu rồi. Hoặc là bấm cái gọi là credit bureau là thấy rồi. Nằm ngủ thì cái giường cũng chỉ vậy thôi, king size thôi, chứ không có thể đắp một king size làm bây giờ gì cái nhà bự thì là bự. Tôi nguyên cái lâu đài luôn, thấy không? Tôi ở nhà cả triệu bạc, cả mấy triệu đô la ở tại gọi là Hollywood. Tôi ở trên đồi luôn. Đó. Biết bao nhiêu tiền của bố mẹ tôi để lại cho tôi. Nhưng tôi nghiệm có một cái chuyện là mình chết mình cũng đem theo được. Mẹ tôi là một người đàn bà rất là giàu có. Lúc bà chết á, bà có đem được cái gì đâu. Bây giờ tôi vẫn giữ cái cốt của mẹ. Thì cái câu trả lời là tôi sẽ không đem được cái gì theo tôi hết khi tôi ra đi. Tôi để lại cái di chúc rất là rõ ràng là tôi có miếng đất, tôi đã có rồi, và tôi sẽ đào 3 cái lỗ sẵn cái huyệt, một cái cho ba tôi, một cái cho mẹ tôi, một cái cho tôi. Tôi để lại cho mấy đứa em tôi. Tôi có 2 đứa em rồi. Thì tôi có sống hay là chết, nó không còn nghĩa lý.
Mà khi nó đã không còn nghĩa lý nữa rồi á, thì tôi đi tranh chấp cái gì nữa vậy? Thấy không? Tôi đi đòi hỏi gì nữa vậy? Thì chỉ còn có cái việc là tôi đóng góp thôi. Thấy không? Đóng góp trong cái gì? Đóng góp cái mà mình có. Mình không thể đóng góp cái mình không có được. Thấy không? Thì cái nghiệp đó đó mà của tôi á, là bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi muốn một cuộc sống nó đúng nghĩa. Đúng nghĩa là cuộc sống là sao? Là tôi ra ngoài vườn á, bữa nào đó là tôi nghe nói là Quang Trường có đó, tức là tôi có cái vườn rau, thấy không? Và tôi sẽ làm cái nhà hàng, tại tôi nghề làm nhà hàng là nhà của tôi rồi, thấy không? Thì quý vị cứ tới đó, quý vị ăn rau sạch, quý vị cắt, quý vị đem vô làm salad tại chỗ. Mình sống cuộc đời như vậy, tôi phải hạnh phúc không? Tại sao mà tôi cứ phải đi gọi là mỗi ngày mà tôi nói thiệt á, Quang Trường thấy á, tôi vô đây nè, lần nào vô đây cũng bị hết á. Là tôi đem 5 cái phôi. À. 5 cái phôi. Đó. Họ bỏ qua cái máy á, họ chạy thấy nó 5 cái phôi. Đó. Thì khi họ mở ra đó, cái họ dòm thấy ở trong phôi của tôi đều có hình ảnh mà. Là tôi gặp gỡ như ai mà nhận được rõ ràng 5 cái phone. Là tại sao 5 cái phone? Là tại vì cái cho tôi, cái dân tôi, cái để cho công việc của tôi, thấy không? Rồi cái gì, những cái công việc mà riêng á, cái ở trong Việt Nam này, đại số trong Việt Nam, thấy không? Đó. Có nhiều người ta không có Zalo, thì phải nói với là Quang Trường rằng tôi sống như vậy rồi, bây giờ chỉ còn chờ cái ngày nào đó tôi ra đi thôi. Thì bây giờ tôi đi tranh chấp giống như một lệnh hồi xung nữa thì tôi đạt được cái gì? Tôi lại trở về cái dòng lẩn quẩn của mấy chục năm về trước. Quang Trường nghĩ tôi sẽ làm không? Hiện nay thì nhìn vào cái câu chuyện như anh nói là cái sự tranh chấp, dù anh có vô tình hay là hữu ý thì anh cũng bị vướng vào, bởi vì đấy, như chúng ta nói là cái mạng xã hội bây giờ nó hỗn loạn lắm. Nhưng mà người binh kẻ chống rồi cái sự xuất hiện anh ở chỗ này nó sẽ làm cho người khác không vui, rồi chỗ kia nó làm như vậy. Tôi ngồi đây với Quang Trường là đã không vui của người khác rồi. Thì okay. Anh nghĩ cách anh giải quyết thế nào? Dễ lắm. Quang Trường chờ đi. À chờ nữa hả? Mình anh lên... sao có nhiều bí mật quá. Không, mình cứ lên tàu đi. À lên tàu đi. Mình cứ sống một cách hạnh phúc đi. Đúng không? Chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Rồi. Nếu mà bây giờ nó không đến thì đó là ý trời. Đúng không? Đồng ý không? Đúng. Đồng ý không? Đúng. Mình không làm được gì cả. Năm 1975, thấy không? Nó đã xảy ra. Biết bao nhiêu người vui nhưng cũng có cái tấm kẻ buồn. Đúng rồi. Đúng không? À, trận chiến Ukraine ngày hôm nay có nhất là nhiều người vui lắm chứ. Phải không? Tại vì người ta gặt hái cả bạc tỷ. Rồi. Nhưng mà ngược lại, có biết bao nhiêu người đau khổ. Họ mất nhà. Rồi. Họ mất người thân. Đó là hai thái cực, hai cái khía cạnh của cuộc đời. Mình nhìn theo cái góc nào. Yeah. Không? Mà mình có thể nói được. Vì vậy nên nói với Quang Trường nè. Làm sao mà anh em mình cứ lâu lâu được đi Trường Sa. Thấy không? Lâu lâu được ăn một bữa cơm. À, thấy không? Tại sao mình không sống được vậy? Thấy không? Hồi nãy ngồi vậy vui không? À, vui không? Dạ. Vui chứ. Dù là anh không có uống được chút rượu nào vẫn vui, đúng không ạ? Mình tới đây mình ăn. Quang Trường thấy. Dạ. Quang Trường cứ bước vô trong cái nhà gọi là bếp ăn chung. Bếp á. Quang Trường cứ hỏi bất cứ người nào trong đó coi có biết Đức Đạo Bạc. À. Họ thấy tôi trên YouTube nhiều lắm. À. Thấy không? Họ đi ra họ cho tôi cái này, cho tôi cái nọ. Và họ rất là thương. Dạ. Những người anh em trong đoàn. Thấy không? Biết tôi hết á. Không ai mà không biết tôi hết. Tại sao tôi không sống vậy? Tại sao mà tôi cứ phải đi tranh chấp? Tại sao mà tôi cứ phải về phố Bô Sa? Nhưng mà cũng có một bộ phận những người trong nước, họ vì những cái suy nghĩ mà này này kia, vì anh xuất này kia, họ cũng không ưa anh. Mà anh hay nói không là sao? Họ ném... Không sao. Đấy. Thì không đúng. Sao. Không thì, sao. Vâng. Không sao. Tôi đã nói rằng á, là việc của người nào người ta cứ làm đi. Thấy không? Người ta cứ chửi đi, nhưng mà đoàn lữ hành cứ phải đi thôi.
tôi đã có một cái nhiệm vụ rồi, tôi đã có biết tôi làm cái việc gì rồi, thì tôi cứ việc đi. Họ cứ việc chửi, họ cứ việc nói, họ đâu phải bây giờ nói đâu, nói 20 năm nay rồi. 20 năm nay rồi. Ở trong nước không? Ở ngoài chứ, ở trong ngoài. Nước này tôi đâu có cần biết. À vâng. Họ nói đã đi. Tôi cứ cho họ nói đã đi. Mấy người trong nước này không hiểu gì hết. Tôi đã từng thách thức họ mà. Tôi đã từng thách thức họ. Họ không cần phải cãi lộn với tôi. Họ cứ đi theo tôi lên trên bộ công an. Rồi họ tố giác tôi đi. Thấy không? Tôi là như thế này, tôi là như thế này. Thấy không? Rất là rõ ràng. Tôi không cần gì hết đó. Thấy không? Nhà nước này biết tôi mà. Tôi là công dân mà. Tôi có hộ chiếu, tôi có này nọ ở trong này mà. Tôi là một người công dân trong này. Tôi làm cái gì á, tôi sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật trong này. Thấy không? Rõ ràng. Thì cứ việc tố giác tôi. Đừng có lên trên mạng mà cứ chửi rủa tầm bậy tầm bạ. Vâng. Khi mà bây giờ mình bàn một chút, khi anh trở về Houston thì cái cuộc sống của anh nó có bình thường không? Khi mà anh tôi, ra ngoài phố, anh tôi có... rất là bình thường. Dạ. Tôi đi ăn. Hiểu không đã? Tất cả những người chủ nhân của những nhà hàng ở tại Houston đều là những người bạn của tôi hết. Chưa có bao giờ có người nào nói là không cho tôi vô ăn là tại vì tôi là cộng sản hết á. Thấy không? Họ biết tôi nhiều quá mà. Thấy không? Tôi biết họ từ hồi họ chưa làm nhà hàng. Họ chưa làm chợ. Họ chưa là luật sư, họ chưa là bác sĩ, họ chưa là này nọ. Cũng có những trường hợp cũng tương tự nhanh mà khi về Hoa Kỳ á, thì lại bị gọi là cấm không có được vào nhà hàng. Tại vì, tại vì họ có trở ngại mà họ không biết giải quyết. Yeah. Thấy không? Những câu chuyện rất là dễ để giải quyết. Thí dụ nè, cái chuyến đi Trường Sa của mình năm 2014, anh đi kiến trúc về anh bị trở ngại. Đúng rồi. Yeah. Anh bị phá cái nhà hàng Zen. Là tại vì anh không biết cách xử sự. Thấy không? Tôi về cứ gì quýnh tôi đi. Tôi có luật pháp bảo vệ mà. Ở trong này bộ và bộ công an họ không biết xử à. Hả? Đừng có hăm dọa. Nếu mà người khác á thì hăm dọa thì ok. Nhưng mà đối với tôi đâu sợ đâu. Thấy không? Tôi sống cuộc đời như vậy rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Thấy không đã? Tôi đã nói là tôi đã từng đi giải quyết những câu chuyện, những tranh chấp. Thì tại sao là tôi lại phải sợ đó cái sự tranh chấp đối với tôi? Không sợ. Như vậy là cái chữ đố kỵ và coi như là ganh tức là anh loại trừ ra khỏi cái suy nghĩ. Nó không có trong từ điển tôi. Tôi khẳng định điều đó. Tức là anh không có kẻ thù đối thủ gì trong cái suy nghĩ của anh, mặc dù là cái khách quan họ người ta muốn đặt cái gì người ta đặt. Còn anh thì anh xem như không có. Tôi coi như không bao giờ có chuyện đó. Thứ nhất tại sao tôi coi không có đó? Bây giờ tôi đố kỵ họ. Ok, tôi gọi là ganh ghét họ, tôi được cái gì? Tôi giết họ tôi được cái gì? Nếu giết họ mà được 1 tỷ đô la thì có mấy giờ tôi còn suy nghĩ nha. Còn làm vậy tôi đi tù. Tôi làm chi? Thấy không? Rồi bây giờ tôi làm YouTube. Rồi nó lên nó chửi tôi. Anh có cái kênh? Tôi có kênh, tôi đâu thèm làm đâu. Vâng. Tôi có kênh đầu tiên, ok, lúc mà bây giờ đó thì là Phố Bô Sa. Vũ Hoàng Lân nói anh Đức à, anh Đức đâu cần lên kênh của ai đâu. Anh Đức tự động anh Đức làm cái kênh của anh Đức đi. Rồi anh Đức gửi qua cho em. Anh Đức cứ việc thâu rồi anh Đức gửi qua cho em, em bắn lên cho anh Đức. Tôi vẫn làm như vậy. Đâu phải tôi trực tiếp phỏng vấn với Vũ Hoàng Lân đâu. Muốn nói gì nói, thoải mái. Tôi cái vấn đề đó, thứ nhất là vấn đề kỹ thuật tôi biết. Tôi biết làm gì. Cái thứ hai đó là tôi không có đố kỵ ai đó. Họ đố kỵ tôi. Thấy không? Họ miệng họ nói vậy chứ họ sợ. Thấy không? Họ làm chuyện tào lao lắm. Thấy không? Họ chửi bới tùm lum hết. Không ra gì hết đó. Nhưng mà tôi không để ý. Là tại sao vậy? Là tại những cái chuyện chửi đó đó là cái chuyện vô lý. À, tôi chưa muốn sử dụng tới vấn đề pháp luật.
đâu phải vậy đâu, đâu phải bình thường vậy đâu, có luật pháp. Đừng có nghĩ là đất nước này không có luật pháp đâu. Ok, tức là khi cần là sẽ sử dụng, nhưng mà bây giờ thì chưa, đúng không ạ? Dạ, tôi không có. Vâng. Bây giờ tôi lo rằng á, ok, là tôi có sống được vài năm nữa hay không, sống vui hay không, sống vui hay không, phải không, được đi Trường Sa hay không, yeah, đúng không, để vui với anh em bạn bè lâu lâu ngồi đó, mặc dầu là tôi uống nước lạnh à, ngày bữa nay tôi đếm là tôi uống 7 ly đó, 7 ly nước lạnh, yeah, ok, yeah, đó anh em á, phải không, tôi uống 7 ly cối nước lạnh đó mà vẫn vui, vẫn vui như thường. Anh em là uống hết rượu rồi, yeah, bây giờ chơi luôn 2 chai Shivas, ok, yeah, đem về đó, mới đem về đó, ok, không sao, anh em hiểu, anh em nói anh Đức à, anh Đức không ăn được con tôm hùm này, em kêu gà nướng đi bộ, yeah, cho anh Đức, sao vậy? Mình vui vậy, tại sao mình không biết vui như vậy mà cứ đi vào cái chuyện đánh đấm nhau, chửi bới nhau, tối đến là livestream rồi chửi nhau, nó làm gì vậy? Đôi khi nó có nhiều cái động cơ khác nhau. Có người thì chửi để kiếm view, cái đó thì hoặc là thỏa mãn cái sự bây giờ hai chuyện nha, bội của mình. Bây giờ hai chuyện, nếu họ chửi mà để giải tỏa được cái sự bực bội của họ thì mình cứ cho họ đi, tại vì cái đó giúp cho họ giải tỏa, đúng không? Ok, bây giờ họ chửi tại họ câu view thì đó có mục đích của họ để kiếm tiền, thì thôi mình cho họ đi. Hai mục đích đó nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả, nó không đụng chạm gì tới tôi cả. Họ tới họ đốt nhà tôi á thì lúc đó mới tính, đúng không? Thì họ sẽ biết họ đánh tôi trên cuộc đời của tôi đó, từ ngày mà tôi đi đấu tranh nha, đánh nhau với cảnh sát giải chiến đi biểu tình mà bị nhốt vào tù mà, nghe không, cho tới giờ này chưa ai quýnh tôi được hết. Nếu đến quýnh được nó đã quýnh rồi. Đó là một sự may mắn hay là anh nghĩ là có cái niềm tin gì cao số chăng, hay là có võ? Bây giờ đó ha, chuyện võ dễ lắm. Anh cứ bấm lên trên ha, phố Bù Sa, bấm trên cái YouTube súng đạn và cao bồi Texas, đã thấy liền. Thấy gì ạ? Thấy tôi. À, anh đóng phim à? Không, tôi đâu đóng phim đâu. Thì cứ bấm súng đạn và cao bồi Texas. Ok, tức là biết là ông Nguyễn Trọng Đức là có sử dụng những cái vũ khí đó chăng, đúng không? Không phải, nếu tôi không biết sử dụng tôi đâu có dám đến nơi đó đâu, tại ở nước Mỹ nó có luật mà. Thứ nhất là nó có ATF, thứ hai nó có FBI, phải không? Tức là sử dụng súng là anh phải biết cách vân vân. Tôi biết rành đó. Khán giả có thể tìm hiểu qua Google, bấm lên để thấy ông Đức có biết sử dụng hay không. Nhưng câu chuyện của chúng tôi hôm nay có thể nói là đi từ Đông qua Tây và trở về với lại Trường Sa và chúng đi vào ngày mai. Tôi thấy là tinh thần của anh Đức hôm nay là rất là vui, cho nên là anh ngồi với tôi cũng đã được 4-5 clip rồi. Mỗi clip là cũng là trên dưới 20 phút. Nhưng mà như thấy là cái tinh thần nó sảng khoái, đúng không anh? Tôi trẻ phải không? Vâng. Con Trường có nhận điều đó không? Da căng, okay, đẹp. Gặp nhau đã có mấy chục năm rồi. Xin hỏi anh cái này nè, anh là cái người sống lâu, chiêm nghiệm và có được cái nó gọi là có cái giá trị về tinh thần như vậy. Anh nhìn người, anh có cái đánh giá về người không? Cái kinh nghiệm nhìn người của anh. Trời ơi, tôi tin, thứ nhất nè, tôi tin tướng số. Thứ hai, tôi tin phong thủy. Tin hay là hiểu biết? Ồ, tôi biết và tôi tin nữa. À, rồi. Từ cái hiểu biết thì với tin. Thấy không? Mình vì mình biết cái đó, mình tin. Thí dụ nè. Ok, thí dụ nghe nha. Ok, tất cả mọi người đó là ghét cái con số 13 lắm. Tôi rất là mong cái số 13. Vậy à? Ok, để chứng minh nè. Quan Trường biết rằng á là họ để trong đó đó là phải vào đây 5 ngày. Đúng vào ngày 16 thứ 6 13 đấy, đúng không? Không. Họ biểu mình phải đi vô trong này. Ok, trước và là 10 trước 5 ngày. Rồi. Tại vì cách ly, đúng không? Đúng. Tôi vô đây là ngày 10. Thì nếu trên nguyên tắc là tới ngày 13 đâu đủ 5 ngày đâu. Rồi. Thấy không? Nhưng mà tôi phải vào ngày 13. Tại vì tôi đi thi, ok, là ngày 13. Tôi đậu. Tôi vỡ công ban đầu tiên ở tại nước Mỹ. Tôi dở ra 13. Ok. Tôi đi học, thấy không? Một lần tôi sợ quá. Tại vì mình không học.
ok bao nhiêu hết á. Tôi lên tôi xin ông thầy đổi ngày. Cái ông biểu vậy thế tuần tới. Nó nói không, ngày mai. Ông nói ủa bữa nay mày không thi mà tại sao mày phải thi ngày mai? Tôi nói tôi thi ngày mai. Ông nói ngày mai thứ 6/13. Tôi nói tôi biết, ông cứ để cho tôi thi ngày mai đi. Tôi thi tôi đậu. Ok. Như vậy là đối với anh là ngày đó là ngày may mắn. Đúng, ngày may mắn của cuộc đời tôi. Vì vậy nên mình phải tin. Thấy không? Ok. Cuộc đời của tôi á, nó có rất là nhiều. Nếu mà bây giờ ngồi mà bàn á, thì sẽ tới ngày mai. Mình không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà nói với Quang Trường và nói với khán thính giả là tôi rất là tin ở phong thủy và tướng số. Và tôi là người biết rất rõ về cái chuyện đó. Thì cuộc đời của tôi á, nó trải nghiệm trên cái đó. Thấy không? 3 năm trời tôi vào tam tai. Tôi tránh né hết. Tôi không làm gì hết á. Tôi về nhà tôi nằm tôi ngủ. Tránh cho qua cái cơn nạn đó. Tam tai. Tôi dám nói Quan Trường điều đó. Anh là cái người mà tin vào tướng số, tin vào phong thủy và nhà Phật thì như anh có cái niềm tin vào đạo Phật. Yeah. Thì Phật dạy là mình cảm nhận cái người đó hiền thì mình gần. Đúng. Người ác thì mình tránh mình xa. Mình sẽ tránh xa đi. Trong trường hợp anh thì tôi thấy là như là anh. Tôi chấp luôn. Hiền ác gì anh cũng tham tôi gia có, hết. Tôi có câu rất là rõ ràng. Ok. Tại sao? Tôi có câu rất là rõ ràng. Là mình đi với là đi với ma bụt. Thì mình đi với bụt mà cái cào xa mình đi với ma mà ở giấy họ đánh mình đó ok mình lúc bây giờ mình hẳn đánh lại nó chưa đánh mình thôi kệ nó nói không chết chóc gì thằng nào ấy. Nó đụng mình là nó biết rồi. Tại vì nhiều người đụng tôi lắm rồi thấy không chứ đâu phải trên giang hồ tôi không có bị người đụng đâu mà nó đụng tôi nó chết hết rồi hầu như vậy vì vậy nên tôi phải tin tôi tin nên phong thủy. Tôi tin nên tướng số. Tướng số. Tôi tin nên có ông trời. Tôi tin nên mẹ phải. Vì vậy nên tôi sống được tới giờ này. Đâu phải là tôi không có ngang dọc đâu. Mà một đời người như tôi thì phải gặp nhiều lắm. Tôi nhiều gian khổ lắm. Tôi nhiều lúc mà tôi khóc. Tôi khóc một mình. Là tại sao vậy? Là tại vì mình quá bực. Quá mình quá khổ. Mà tại bế sao? Tại sao nó đến với mình? Mà nó không đến với người khác? Đó. Tại sao mình lại thất bại? Mình giỏi quá mà. Tại sao mình lại thất bại một cách đê trời như vậy? Rồi tôi mới tìm ra tại sao. Và khi tôi tìm ra tại sao tôi sẽ sửa. Tôi là người rất ư là sửa sai. Cầu tôi thiện. Không, tôi cầu tiến, tôi không chấp, cố chấp. Ba tôi đặt tên tôi là Đức. Thầy tôi tức là Thượng Tọa Thích Tâm Giác. Đó. Tôi học giỏi với thầy. Tôi đi theo thầy. Tôi là đại đệ tử của thầy. Thầy cho tôi một chữ nhẫn. Nhẫn. Tôi để chữ nhẫn trên trán tôi. Đức mà là còn là trọng đức nữa. Trọng đức là nhiều đức. Mà tôi để cái chữ nhẫn trên trán tôi. Tôi rất là nhẫn nại. Tôi làm việc đó ngày hôm nay chưa được, tôi sẽ chờ tới ngày mai. Tôi sẽ chờ tới ngày mốt. Tôi nhẫn nại cái chuyện đó, tôi không bỏ cuộc. Thế bộ râu của anh nó có liên quan tới phong thủy không? Có. Rồi giờ trả lời. Rồi trả lời cái đó. Ông đó thầy bây giờ đã mất rồi. Thầy là một người bạn của ba tôi. Thì thầy vẫn nói tôi là Đức à, tao nói điều này cho mày nghe nghe. Cái vận mạng của mày á, nó tới cái chân chung của mình. Mày á, lúc hồi xưa tôi đâu có đâu đó. Hồi lúc mà trước tôi không có, không có. Nhưng mà cái vận mạng tôi nó tới đó rồi. Mà nếu tôi không có gì mà chấn thì tôi sẽ gặp nạn. Rồi đến khi cái năm tôi xuống đây nó không có gì đỡ. Tôi đâu đi bác sĩ làm thẩm mỹ để làm cái cầm tôi nó dài được đâu. Ok thì thầy vẫn nói là mày che đi. Cái gì xấu á mình phải che đi. Cái gì tốt thì mày khoan ra. Rồi. Cái tôi để cái râu 7 năm nay. Đó là lý do tại sao mà râu là như vậy. Một ngày nào đó thì từ khi tôi hết rồi tôi cạo. Anh thấy có lý không? Có đi. Tôi tin đó. Rồi. Đó là cái niềm tin của tôi đó. Trước khi chúng ta đóng lại cái câu chuyện này, xin anh cho Quang Trường một cái favor. Anh xin tự đánh giá Quang Trường là cái người hiền hay người dữ, hay người thiện hay người ác. Bây giờ nói này cho Quang Trường nghe ha. Quan Trường có ác á, nhé. Núi cao có núi cao hơn. Quan Trường nhớ điều đó. Ok. Quan Trường có ác hoặc Quan Trường muốn giết người ta đó, mà người ta giỏi hơn mình á, mình giết người ta không được.
mà bây giờ Quang Trường giết được người ta ngày hôm nay. Thấy không? Nói dở nhưng mà chú nó khôn. Thấy không? Có một người nói với tôi câu chuyện này nó là 30 năm rồi. Một người nói với tôi là anh Đức à, nó hại anh Đức á. Tôi nghĩ rằng nó hại tôi thì tôi chịu cái thiệt thòi, tôi chịu bất bát, chưa kể là tù tội. Tôi chấp nhận. Thì khi tôi chấp nhận như vậy đó, thì tôi đau khổ chứ. Thì tôi với tự lòng mình là nếu bây giờ mình hại nó mà tôi đủ sức hại, tôi đủ sức làm một chuyện đó, thì con của nó sẽ trả thù chứ. Mà con ấy trả thù, nó trả thù không được tôi, tại vì nó nghĩ rằng tôi hay hơn nó nhiều quá, nó sẽ đi tìm con tôi. Mà con tôi nó đâu có dính dáng gì cái chuyện tranh chấp giữa tôi với nó đâu, rồi nó tự nhiên nó bị dính vào đó. Có phải là tôi là người làm khổ? Bây giờ tôi chấp nhận. Cuộc đời mình phải chấp nhận. Câu trả lời anh cũng vẫn là đi về thuyết nhân quả. Đúng, tôi vẫn thuyết nhân quả, nhưng mà tôi chỉ nói một lời khuyên. Đó là mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là mình tuyệt đối. Mình là số 1 á. Mình hãy nghĩ rằng là núi cao của núi cao hơn. Mình nên sống một cuộc đời an bình đi. Nếu mà Quang Trường ở tuổi 20 nó khác, nhưng mà Quang Trường lên tới ngoài 50 rồi thì Quang Trường phải hiểu rằng cuộc đời của mình nó cũng đã đủ đi nửa quãng đường đời rồi, mình phải dừng lại và mình hãy đi tìm một cái an bình, đó là cái tốt nhất. Còn nếu mà Quang Trường còn nghĩ rằng tại vì mình là cái gốc của mình là như vậy, mình phải giết người, mình phải làm đủ thứ chuyện vậy để mình sang đoạn, Quang Trường nhớ rằng mình gây gió mình sẽ gặp bạn. Tin tôi đi. Tôi đã nhìn thấy trước mắt rồi, nhãn tiền rồi, vì vậy tôi sợ lắm. Tại vì đời nay á, mình làm nó hấp lên liền. Nó sẽ xảy ra ngay lập tức. Nhãn tiền. Tôi sợ cái đó. Đứa con tôi đó, tôi có đứa con gái, khi mà bà xã tôi sanh nó ra thì ở bên này nó không phải giống như bên Việt Nam này. Mình ông bác sĩ đỡ đẻ lấy ra đó, ok, là giao cho tôi, rồi tôi đem đi rửa tắm nha. Thì cái việc đầu tiên á, con chưa biết tôi làm gì không? Tôi sờ 10 ngón chân của nó. Có đầy đủ không? Tôi sờ 10 ngón tay của nó. Tôi thấy nó khỏe mạnh, tôi mừng. Tại vì ít ra nó được toàn bạn thì biết đâu đó mai sau thì chưa nói được, nhưng mà ít ra bây giờ nó vậy. Tại vì tôi sợ cái nghiệp mình có thể ảnh hưởng tới con. Đúng. Tôi tạo nhiều cái mà nghiệp đó mà nó chồng chất lên đó, thì không ai khác hơn là con tôi nó sẽ phải bị. Vì vậy nên tôi khuyên tất cả mọi người hãy bỏ hết đi. Đừng tranh chấp nữa. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đức. Và cái cuộc nói chuyện của chúng ta là cũng đưa ra cái thông điệp rằng cái tinh thần làm sao mà chúng ta sống an vui thì trước hết là chúng ta phải tự kiểm soát lấy bản thân, đúng không anh? Chính mình. Vâng, và chính chúng ta là cái nhân mà nó tạo ra cái quả do cũng chính mình mà ra. Đúng. Vâng. Mà anh gây gió nhớ nghe. Gây gió sẽ gặp bão. Sẽ gặp bão. Mà lúc mà bão tới rồi mình đón được đó. Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nghe câu chuyện của anh em chúng tôi. Chẳng có kịch bản gì hết, chỉ có lan man, nhưng mà cũng là cái tâm tình hết sức là chân thành trước khi mà anh em chúng tôi đi ra Trường Sa. Và có thể là câu chuyện này sẽ đăng sau chuyến đi, hoặc là một phần trước khi chuyến đi vào ngày mai. Nhưng mà câu chuyện vì nó có 4-5 clip như vậy cho nên chúng tôi sẽ ít nhất là đăng 2 phần vào ngày mai. Xin mời quý vị theo dõi và cảm ơn quý vị, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại trong những câu chuyện ở trên tàu, mà trong cái suốt chuyến hải hành mà chúng tôi có điều kiện để chúng tôi sẽ nói chuyện thêm với là anh Nguyễn Trọng Đức.
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.